Khi mọi người xây nhà thì mọi người nên sơn tường và trần một màu trắng. Màu trắng này nó ngả về tông ấm. Vì khi chúng ta sơn tường và trần màu trắng á, thì rất là dễ kết hợp với những cái design khác nhau. Thứ hai là nếu chúng ta sơn tường và trần màu trắng á, thì rất là dễ kết hợp với những cái đồ rời có những màu sắc khác nhau. Và màu trắng thì còn rất là dễ kết hợp với những cái loại ánh sáng khác nhau. Có thể là kết hợp với ánh sáng tự nhiên hoặc là ánh sáng nhân tạo, kể cả ánh sáng ngoài trời, từ buổi sáng cho tới buổi chiều, cho dù nó ngã cái màu nào thì nó vẫn có một cái nét riêng, cái nét đẹp riêng của nó. Và khi chúng ta sơn tường và trần màu trắng á, thì nó mang một cái phong cách vượt thời gian và nó cũng rất là dễ dàng cho những cái designer có thể thiết kế những cái không gian phù hợp với mong muốn của bạn. Nếu mà mọi người chọn sơn tường và trần màu trắng á, thì đó là một lựa chọn đúng. Thank you.